chào tất cả mọi người và tất cả đêm. Nếu mà bảo cái mặt bản đồ không bóng của mình rồi. Con sao cao lên. Đây bản đồ không bóng của mình. Đúng rồi, tiếp. Đó, rồi đây là người của mình, đây là nhà mình. Cái chỗ này kho báu, trên đường đi mình có 10 cái xe lạc của mình. Mình đi đến đây, con chó nó cắn nát. Im, cho anh ấy nói là tiếc. Không rơi vào đây. Mình đã dình cái chó đi ngủ và mình đã thoát của nó. Và mình lên đây thì bị gặp một vụ nổ. Sau khi vụ nổ xong có một cái đồng hồ nên là biết thêm. Và mình đã không chạm vào được mà nó giữ chặt tay mình. Sau đó mình lại đi tiếp, mình đi đến đây cầm một con rồng. Mình đến súng ở đây, mình bắn chết nó, mình lại đi tiếp. Bây giờ đây, mình đi đây. Nhưng mình chỉ thấy trên này là lấy nó là chìa khóa để mở kho báu. Mình lấy nó mình đi ra đây. Ra đây có một cái đường nó bị chặn đá. Cho nên mình đã dùng một cái cúp mình đào đá. Xong rồi thì mình đã đi ra đây. Đấy, mình kéo dài, mình đã gặp một cái mùi. Đấy là một cái con dọa chim chim cắn đồng ấy. Để không cho. Đấy là gì nhỉ? Cái mùi nhìn. Ờ, mùi nhìn đúng không? Cái mùi nhìn. Mình đã đi ra đây. Đó. Ra đây. Mình đã lấy một cái kiếm. Và mình lấy một chiếc thuyền. Mình đi ra đây, mình đánh nhau với bọn đầu gấu. À, mình biết được đồng hồ ấy thì biết được con gì mình cũng không nhớ. Mình đánh nhau với bọn đầu gấu và mình mở dương ra. Tôi có một tỷ đồng. Và mình đã trở thành triệu phú. Mình búng tay một cái là cái gì cũng có. Chúc mừng là bà đổ của mình đây đã kết thúc rồi. Tới anh. Hello. Hello. Hello.